One Day Chapter 1093 có gì hot? Dự đoán One Day Chapter 1093 kế tiếp. Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là One Day Logan, nơi cập nhật thường xuyên những thông tin về chapter mới. Kèm theo đó là một vài dự đoán và giả thuyết vô cùng thú vị trong One Day. One Day Chapter 1092 là một chapter kịch tính. Nếu như ở đầu chapter, chúng ta cũng đã biết được tình hình hiện tại của Kuma là gì. Bởi sau khi tấn công vào thánh điện Medizoy, Arcane cũng đã xuất hiện và tấn công Kuma, khiến cự tháp của hải này phải bỏ chạy. Và tôi thấy vui với hành động này của Kuma, bởi nó cho thấy ăn nhân lớn nhất của bằng Muzum vẫn chưa mất đi hoàn toàn ý thức. Nhắc đến chapter 1092, không thể không nhắc đến màn thể hiện sức mạnh đại tuyệt vời của Dodok Vizero khi đã đánh bại Luffy trong hình dạng G4 Snapman. Tốc độ là sức mạnh và nó hoàn toàn đúng với Dodok Vizero. Một cú đá đầy uy lực khiến Luffy bay vào con người máy robot Vikaford 01 làm nó phát nổ. Để ra cuối chapter, trong hình dạng G5, cánh tay khổng lồ của Luffy đã nắm lấy cơ thể của Dodok Vizero, tương tự như hình ảnh Tom và Jerry. Đồng thời, con robot khổng lồ của đại cũng đã thức tỉnh sau khi nghe thấy tiếng trống giải phóng hòa cùng với nhịp tim của Luffy. Và sau một chapter hay như vậy thì sẽ là một chapter như thế nào đây? Với việc tuần này One Piece tiếp tục của chapter mới thì những thông tin có liên quan đến chapter tiếp theo 1093 đang trở nên vô cùng hot. Và cho nên trong video hôm nay, tôi và các bạn hãy cùng nhau đưa ra một vài dự đoán về những thông tin diễn biến có thể sẽ xảy ra ở chapter tiếp theo 1093 kế tiếp. Còn cụ thể như thế nào thì mời các bạn xem tiếp. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, anh em cho mình một like, một đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn em rất nhiều. Dự đoán thông tin đầu tiên, Luffy bắt đầu nghiêm túc chiến đấu với Dodok Vizero. Theo đó, như chúng ta đã biết ở chapter trước, trong hình dạng ghi năm, Luffy đã dùng tay nắm lấy cơ thể của Dodok Vizero, khiến vị Dodok này không thể di chuyển bằng tốc độ ánh sáng. Và tốc độ là sức mạnh, vậy cho nên Luffy đã không để cho Dodok Vizero tự do di chuyển như trước nữa. Ngoài ra có thể thấy trong hình dạng ghi năm, Luffy di chuyển nhanh hơn rất nhiều so với ghi 4 trước đó. Đằng chứng là Luffy đã tóm lấy được Dodok Vizero khi đang đứng cạnh Vegapunk. Nhìn vào khung tranh thì có thể thấy Vizero đã rất bất ngờ trước hành động này của Luffy. Và nó tương tự như hành động chỉ súng về phía Dodok Vizero 2 năm trước của thuyền phó bằng tóc đỏ là Bay Batman. Với việc đã bị Vizero cho ăn hành trong hình dạng ghi 4 trước đó thì gần như chắc chắn chapter tiếp theo 1093 Luffy sẽ cho vị Dodok này biết được thế nào là sức mạnh của ghi 5, thứ sức mạnh đã khiến Kaido bá thú bị đánh bại tại Wano. Có lẽ điều mà tôi quan tâm lúc này chính là biểu cảm trên gương mặt của Dodok Vizero khi phải đối đầu với sức mạnh mới ghi 5. Liệu Dodok Vizero có bất ngờ và sốc như tứ hoàng Kaido bá thú hay là Rock Roxy mới đây hay không? Thật sự mong chờ. Dự đoán diễn biến tiếp theo, Dodok Vizero thức tỉnh trái quỷ chiến đấu với tứ hoàng Luffy Muzum trong hình dạng ghi 5. Đây được xem là điều mà tất cả chúng ta luôn mong chờ ở trận chiến này. Bởi Luffy cũng đã chuyển đổi sang dạng mạnh nhất ghi 5, thì không có lý do gì Dodok Vizero không thể chuyển đổi sang dạng mạnh nhất dạng thức tỉnh trái quỷ để chiến đấu với tứ hoàng Luffy Muzum. Bởi đối với một người sở hữu năng lực trái quỷ thì ngoại trừ Haki thì sức mạnh cuối cùng chính là dạng thức tỉnh trái quỷ của người đó. Bởi nếu Dodok Vizero không chuyển đổi sang dạng thức tỉnh trái quỷ để chiến đấu với tứ hoàng Luffy Muzum thì gần như chắc chắn sẽ bị Luffy đánh bại. Bởi ngay từ khi bắt đầu trận chiến với Dodok Vizero, Luffy vẫn chưa sử dụng một đòn tấn công có bọc Haki Ma Vương nào. Và khi đã chuyển đổi sang hình dạng ghi 5 thì chắc chắn Luffy sẽ sử dụng đến nó. Ngoài ra, như đã nói trong video phân tích chapter trước đó, tôi đã khá bất ngờ với câu nói của Vegapunk ở cuối chapter khi cho rằng là quá nóng khi đứng gần Dodok Vizero. Nó cho thấy Vizero đã bắt đầu chuyển đổi sang dạng thức tỉnh trái quỷ để chiến đấu với tứ hoàng Luffy Muzum. Và theo tôi, One Piece chapter 1093 sẽ là một chapter đáng nhớ khi mà lần đầu tiên chúng ta biết được dạng thức tỉnh của một trái quỷ hệ Logia trong One Piece là như thế nào. Và tôi thật sự mong chờ Oda sẽ cho chúng ta thấy được dạng thức tỉnh của trái quỷ hệ Logia. Bởi tôi đang lấy nội dung để viết về tứ hoàng Rau Đen, kẻ đang sở hữu trái quỷ tà ác nhất hệ Logia, là trái quỷ bóng tối Yami. Dự đoán thông tin diễn biến tiếp theo tiếp tục là những thông tin về cự thất của hải Kuma, cũng như địa điểm tiếp theo của nhân vật này sẽ đến sau khi bị thương và trúng đòn của Akainu ở chapter trước. Sau đó, như chúng ta đã biết, sau khi tấn công vào thánh điện Medizoy, trước người đứng đầu lực lượng hải quân là Akainu, bằng cú đấm nhâm thạch đã từng sử dụng với tứ hoàng Rau Trắng 2 năm trước, Akainu đã làm tan chảy một bên khuôn mặt của Kuma, để ra cho đó cự thất của hải này phải bỏ chạy và biến mất. Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết Kuma đi đâu, nhưng rất có thể đó chính là hòn đảo tương lai SH của Vegapunk, nơi mà đứa con gái Bonnie của mình đang ở. Bởi không phải ngẫu nhiên mà Oda cho chúng ta đến với đoạn hồi tưởng của Akainu và Bonnie 2 năm trước. Khi đó Bonnie đã nói rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Kuma sẽ không bao giờ bỏ mình bơ vơ. Và biết đâu được trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Kuma đã yêu cầu Vegapunk lập tình sẵn cho mình phải bảo vệ cho bằng được Bonnie dù có phải chết. Và cũng sẽ giống như chapter 1071 và chapter 1072, khi Kuma liên tiếp xuất hiện ở hai chapter này thì rất có thể chapter tiếp theo 1093 chúng ta sẽ tiếp tục đến với những hành động của Kuma, cũng như biết được địa điểm tiếp theo của cự thất quái này sẽ đến. Và tôi hy vọng dự đoán của tôi về hết là đúng. Dự đoán diễn biến tiếp theo, con robot khổng lồ của đại thức tỉnh chờ lệnh của Luffy. Theo đó, sau khi chiến đấu trang nhận ghi 5, đôi mắt con robot khổng lồ của đại đã sáng lên sau khi nghe thấy tiếng trống giải phóng từ nhịp tim của Luffy. Điều này có nghĩa nguồn năng lượng mà con robot khổng lồ của đại này sử dụng chính là nguồn năng lượng mặt trời Nika của Luffy. Liệu con robot khổng lồ của đại này có thể trò chuyện và nghe lệnh của Luffy hay không? Bởi Luffy chính là trò bòi của thời đại mới. Và nếu có thì con robot khổng lồ của đại này chính là yếu tố quan trọng dẫn đến kết quả trận chiến.
đồng thời góp vai trò vận chuyển giúp băng hải tặc Phú Râm trốn thoát qua nơi này. Bởi trước đó, con người máy Phecabot 01 đã bị phá hủy hoàn toàn sau cú đá đầy uy lực của Dora Quijaru. Dự đoán thông tin diễn biến cuối cùng, trở lại trận chiến giữa Roxy và Zoro. Đây được xem là điều mà các fan mong chờ nhất ở chapter tiếp theo 1093, khi mà ở chapter 1092 trước đó đã không có bất kỳ một cung tranh nào về trận chiến của hai nhân vật này. Sau khi cả hai cùng nhau rời khỏi phòng thí nghiệm để chuẩn bị cho một trận tứ chiến, và đây chắc chắn sẽ là trận đấu mới của hai nhân vật này. Với giọng điệu tự tin sau khi Dodok Quijada xuất hiện, thì gần như chắc chắn Roxy sẽ chuyển đổi sang dạng mạnh nhất của mình để chiến đấu với Zoro, dạng thức tỉnh trái quỷ hệ Zoan thông thường. Đã có rất nhiều người cho rằng Roxy rất mạnh, thậm chí Zoro sẽ phải gặp rất nhiều khó khăn khi chiến đấu với thanh niên báo đóm này. Tuy nhiên tôi lại không nghĩ như vậy, bởi hãy nhìn cái cách mà Oda xây dựng nhân vật Roxy, Momo và đại sao Nguyệt, cộng với việc đã bị Luffy đánh bại trước đó, thì có thể thấy Zoro ao trình với thanh niên báo đóm này, từ tính cách cho đến sức mạnh. Thậm chí tôi còn cho rằng Roxy sẽ có một kết quả vô cùng thê thảm khi đối đầu với Zoro. Bởi vua địa ngục Zoro không phải là thằng mặt trời Nika Luffy, Zoro còn cục xúc hơn cả Roxy nữa. Đến cả King còn bị Zoro đánh bại, thì một đặc vụ CP0 như Roxy có là gì so với Zoro? Trên đây là toàn bộ những dự đoán của tôi về những thông tin diễn biến có thể sẽ diễn ra ở chapter tiếp theo 1093 kế tiếp. Tôi hy vọng anh em sẽ thích video này. Đừng quên like, đăng ký kênh để tiếp tục ủng hộ mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.